Hôm nay là mấy học trò cùng lại để đại cho thầy Tên Sư. Đây là của chị Tiếu rồi. Cái linh điều đó thì chết rồi. Hôm nào mình tổ chức cái khóa thiền với thầy. Dạ, mình ở một chỗ nào có thiên tĩnh. Mình tập khai chi. Mình có cả bao. Xong, con làm cái này xong.